nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhằm chia sẻ với bà con nông dân, những người đã luôn đồng hành, tin tưởng, sử dụng các sản phẩm giống cây trồng của đơn vị. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ba xã Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông của huyện Tân Lạc, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng. Phát biểu tại chương trình và trực tiếp trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Bắc nhấn mạnh, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam sau 45 năm hình thành và phát triển, kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp, công ty luôn thấu hiểu những nỗi khó khăn vất vả của bà con, nông dân. Vì vậy, công ty đã thực hiện được nhiều chương trình nhằm chung tay vì cộng đồng. Chương trình Vui Xuân cùng VFC Mừng Xuân Tân Sửu 2021 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ giúp đỡ bà con nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết vui tươi. Theo đó, chương trình trao tặng tổng số 8.000 phần quà với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng cho hộ nghèo tại 18 tỉnh thành trong cả nước. Đối với huyện Tân Lạc, chương trình đã trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ nghèo của 3 xã vùng cao của huyện. Những món quà được trao tặng thông qua chương trình có ý nghĩa rất đặc biệt, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và sự sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của doanh nghiệp, chung tay chăm lo đời sống cho người nghèo, tạo điều kiện giúp đỡ họ có được cái Tết đầm ấm hơn.